Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình là Tan Zero đây. Thì hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách để lắp con Ultimate Fortress bằng Lego. Nhìn tay mình đang có đây. Nhưng mà mình phải tháo ra ra đã. Chờ mình tẹo. Bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên cái đế thì các bạn đã chuẩn bị cho mình hai cái này, một cái này, hai cái phạt này, một cái này. Thì chúng ta sẽ lắp là đầu tiên cầm hai cái này ráp lại với nhau này. Sau đó lấy cái này lắp như thế nào, xong lấy hai này lắp vào. Cứng quá, do mình dùng Lego pha ke nên nó hơi khó lắp đẹp. Được rồi, xong mình dùng cái này lắp. Ok, thế là được xong phần đế. Để lắp phần phòng sắt thì chỉ cần dùng 4 phạt này thôi. Hai cái màu đen như thế này, do mình không có cái phạt này phiên bản màu đen nên là mình dùng tại màu xanh, nó cũng gần giống màu, các bạn thông cảm nha. Ai có màu đen thì dùng. Mình để này, xong mình lắp. Ok, thế xong bóng sắt rồi. Bây giờ đến phần quan trọng, mình sẽ lắp cái layer. Cái layer bạn lưu ý, các bạn lắp hai cái này ở đây. Xong rồi các bạn rồi. Cái này nha, các bạn nhớ vị trí nha. Lắp vào đây. Cái này lắp vào đây. Cái này lắp ở trên đầu này. Nhưng mà xoay được cái chiều này này. Ok. Xong phần layer. Phần chip. Thì các bạn chuẩn bị những phụ kiện này cho mình. Lắp cái này vào đây. Mình không có cái phạt Lego phạt ke cái này nên mình dùng tạm Lego chính hãng nha. Cái này lắp vào đây, lắp vào đây như vậy ha. Xong rồi chúng ta sẽ lấy cái này này, các bạn lưu ý là lắp ở giữa này này, nếu không là không gắn được vào cái layer đâu. Ở giữa này
Bây giờ đến công đoạn lắp. Các bạn camera mình nó hơi to rồi thì mình cái này lắp vào đây, cái này sẽ ấy nhá, lưu ý nhá, đừng có cố đậy này nó bị gãy. Thế xong rồi cái này, hai cái này để vào đây này. Sau đó dùng cái đế để quay đúng chiều, để vào đây. Ok, vậy là xong được con Ultimate Project rồi. Share và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nha. Tạm biệt.